Món quà bất ngờ. Hello bạn Hiền, nay tớ có quà cho bạn đây. Tuyệt vời bạn ơi, tớ rất thích. Còn đây là quà của bạn. Ui, bạn còn tuyệt vời hơn đấy. Có mới thì nới cũ thôi. Ơ kìa, không phải tivi đâu, nó là cái này cơ. Là thiết bị thu sóng thôi. Cậu đùa thôi à? Đã thế thì cậu phải làm tivi cho tôi. Con ruồi chết tiệt. Lên đồ tiểu nhị ấy. Kính mời quý khách yêu của tôi. Mam nào. Con ruồi chết tiệt này. Tao cày mày lắm rồi đấy nhá. Phát này thì chết với ông. Tuổi gì? Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Không ổn rồi. Trời ơi, hỏng hết thức ăn của tôi rồi. Tiểu nhị đâu? Đồ ăn có ruồi là thế nào? Ôi, quý khách tha lỗi, để tôi xử lý. Che được rồi. Ha 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 ha